Đây là những cái loại da mà chúng ta sẽ phổ biến gặp nhất ở trên những đôi giày LV, và chúng sẽ được phân ra thành hai loại. Một là loại da tự nhiên, da calfskin gọi là da B. Hai là loại da coated fabric, có nghĩa là bên trong là vải, bên ngoài sẽ là những lớp sơn. Và chúng ta sẽ xem những loại da này thì có đặc điểm gì và chúng ta sẽ cần phải lưu ý như thế nào nhé. Đầu tiên, khi mà các bạn nhìn thấy những đôi giày LV thì các bạn sẽ nhìn ngay thấy cái logo hình LV hoặc là những cái hoa họa tiết hoa LV ở trên những đôi giày. Những cái loại da giày như thế này và nguyên liệu của nó là những cái loại vải sơn canvas và nó sẽ rất là nhanh bị bong chóc như ở đây. Thì cái loại này được gọi là coated fabric. Đây, các bạn nhìn thấy nó đã bị bong chóc ở những cái phần như thế này. Và những cái loại da này thì nó không được gọi là da mà nó chỉ được gọi là một cái loại nguyên liệu để làm giày dép hoặc túi ví thôi. Và chúng ta sẽ không thể chăm sóc như những loại da bình thường. Giống như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có một đôi giày Damier. Thì những cái phần vân ở đây thì cũng là những cái hạt sơn. Và phía dưới của nó cũng là những cái loại sơn canvas mà thôi. Và những cái loại này thì rất là dễ bị bay màu hoặc là dễ bị ảnh hưởng nếu mà chúng ta sử dụng những loại hóa chất sai. Rất giống với dòng Damier này thì chúng ta sẽ có một cái vòng Damier khác, nhưng mà lại được dập ở trên những dòng da B như thế này. Đây là đôi Hockenheim và dập vân Damier, nó chính là những cái ô vuông ở đây. Các bạn có thể nhìn thấy cái ô vuông được dập ở trên toàn bộ đôi giày. Và phía dưới của nó là được dập trên nền của những tấm da B mềm mịn. Về bản chất thì những đôi giày này vẫn là da thật và chúng ta sẽ phải chăm sóc nó theo quy trình của những đôi giày da thật. Ngoài những cái loại da cơ bản nó ra thì chúng ta sẽ có những cái loại da khác biệt hơn một chút. Đó là da taiga. Đây cũng là những cái loại da mà được dập vân ở trên cái nền là da B. Và sau đó người ta sẽ in 3D lên ở trên những loại da này. Và các bạn có thể nhìn sát vào bề mặt da thì các bạn sẽ nhìn thấy những cái đốm ở trên bề mặt da. Và ở phần trên là một màu khác, phần dưới là màu khác. Và đây chính là những cái vân họa tiết để làm cho những đôi giày da của LV này khó bị làm giả hơn. Trên những cái dòng dập vân như này thì các bạn sẽ có thể biết đến như dòng da EP này, dòng da Epsom này, dòng da Saffiano này, dòng da Taiga này, và rất là nhiều loại dòng da dập vân mà chúng ta có thể kể tên ra khác, và ở đây thì tôi không có đủ. Trên những dòng da dập vân thì ở đây tôi có một cái loại vân khác, đó là Scott Grain. Thì các bạn có thể nhìn thấy những cái hạt rất là tròn ở đây. Thì cái loại này ấy rất dễ bị nhầm với cả dòng da Epsom Signature của Hermès, nhưng mà cái loại này thì nó sẽ rất giống với cả da Taiga, là ở trên này sẽ được phủ một lớp bề mặt và nó đã được bảo vệ chống nước, chống xước. Thế nên những dòng da này thì rất là bền với cả nước, rất là bền với cả nhiệt, rất là bền với cả các cái hoạt động chảy xước ở trên mặt da. Nhưng nó có một cái điểm yếu, đó là chúng ta sẽ rất khó để dưỡng da và tái tạo lại màu, bởi vì màu sắc của trên những cái đôi giày như da EP hay là da Taiga này thì chúng sẽ đều có từ khoảng hai màu trở lên và nó rất là khó để các bạn có thể chăm sóc. Louis Vuitton cũng có những cái dòng da rất là tự nhiên, ví dụ như đôi Hockenheim này thì các bạn có thể nhìn thấy bề mặt da của nó là một màu nâu, và cái loại da này là cái loại da thuộc tự nhiên. Vì vậy là nếu các bạn có đi mưa hoặc là dính nước vào đây thì nó sẽ bị thâm da và nó cũng sẽ thay đổi cái bề mặt da này theo thời gian. Vì vậy là có thể lúc mua đôi giày của bạn có thể hơi sáng một chút, nhưng về sau một thời gian các bạn đánh xi, các bạn đi nhiều, các bạn bị tác động bởi môi trường, thì những cái loại da tự nhiên, nhất là những loại da thuộc thảo mộc như này thì nó sẽ xuống màu theo thời gian. Bên cạnh đó thì LV cũng có những dòng da B. Đó, đây là những dòng da B tự nhiên. Họ chỉ nhuộm màu ở phía trên thôi, còn lại về bản chất thì nó sẽ rất là tự nhiên, nó sẽ giống với những cái đôi giày da thuộc thảo mộc này đến tầm khoảng 80-90% về bản chất. Và những đôi giày này thì rất dễ để chăm sóc cũng như là bảo dưỡng, bởi vì là chúng rất là dễ để có thể dưỡng da rồi vệ sinh rồi đánh bóng và khá là bền. Thì chung lại, trên những đôi giày da LV thì các bạn sẽ thường thấy ba loại chính. Một là giả da, hai là những loại da dập vân và sau đó có những cái bước xử lý ở trên bề mặt để tạo ra những cái texture rất là khác nhau. Ví dụ như là da Taiga này, da Scott Grain này,
da Damier này, da Epi này và những cái loại da Epsom nữa. Ngoài những loại da đã được tráng phủ này ra thì chúng ta sẽ có những dòng da tự nhiên hơn, giống như da thuộc thảo mộc, da B. Và đương nhiên LV cũng là một cái nhà thời trang, thì trong những cái đôi giày của họ, họ luôn sử dụng những loại nguyên liệu rất đặc biệt và quý hiếm, ví dụ như da chăn, da rắn, da kỳ đà, da đà điểu, da cá sấu và rất là nhiều những cái loại nguyên vật liệu phi tự nhiên, giống như là ve vét, là nhung, rồi sa tanh, rồi vải bò và rất là nhiều loại nguyên liệu khác, và mỗi một loại sẽ có một cách chăm sóc khác nhau.